Cô chú anh chị và các bạn thân mến, hôm nay Tấn sẽ quay một miếng đất giá rẻ có 130 triệu thôi. Thì sẵn đây Tấn cũng thông báo là kênh Nhà Đất Việt Nam á sẽ tăng cái phí quay ở Tây Ninh từ 700 ngàn lên 1 triệu một clip từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Cô chú anh chị thấy cái không gian ở đây á, nó rất là yên bình luôn ha. Bây giờ Tấn sẽ quay một lô đất thổ cư 100%, 5 x 13, tổng diện tích 65 m², 100% thổ cư luôn. Giá bán là có 130 triệu thôi. 130 triệu là nguyên cái miếng đất này luôn. Ở đất thổ cư 100%, cho nên là mua xây nhà ok nha cô chú anh chị. Thì cái miếng đất nhỏ nhỏ xinh xinh, chúng ta có thể xây căn nhà kiểu gắt lửng á. Đây, đường ở trước đất là đường ô tô vô tới đất luôn ha. Thì đất sẽ nằm trong cái hàng rào B40 này nè. Đây, vị trí của miếng đất. Từ cái trụ xi măng này, ngang qua bên đây là 5 m, còn chiều dài vô là 13 m nha, 5 x 13, tổng diện tích là 65 m², thổ cư 100%. Ở sau là có cái vườn mai của hàng xóm ha, cũng có cấm trụ xi măng, ranh giới rõ ràng. Ở trong đây thì có nhiều lô, bây giờ chị Hạnh chủ đất á, là có một lô này thôi. Đó, chị Hạnh bán là 130 triệu. Đường ô tô vô tới đất luôn nha. Địa chỉ ở đây á là ấp Long Đại, xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Từ ngay chợ Long Vĩnh, tỉnh lộ 786 á, đi vô tới đây là đúng 2 cây. Từ bến xe An Sương thành phố Hồ Chí Minh lên tới đây á là khoảng 75 cây. Từ thành phố Tây Ninh đi tới đây là 12 cây. Ở đây cách núi Bà Đen là khoảng 20 cây nha. Thì ở ngay phía trước đất chúng ta sẽ thấy là cái cây trụ điện. Trụ này trụ tạm thôi, chúng ta có thể dời đi qua bên ranh giới cũng được nha. Đây, trụ nhỏ xíu, trụ tạm thôi, là dẫn điện vô mấy nhà hàng xóm bên trong đây nha cô chú anh chị. Đó, không gian ở đây rất là bình yên luôn. Đây nè, cây xanh đâu nhiều ha, rất là mát mẻ luôn, không gian bình yên. Thì đây nè cô chú anh chị, mình đi ra ngay chỗ này là khúc cua nè, mình cua sang phải. Đó, đi ra khoảng 200 m là cái đường nhà nước đang lên nhựa, là đường bự nha. Đi ra 200 m là đường bự đang lên nhựa. Rồi, đây mình đi ra 700 m là trường tiểu học Dòng Nành, ngay cái cổng chào ấp Long Đại đó. Rồi đi ra 2 cây số là chợ Long Vĩnh. Thì từ ngoài chợ Long Vĩnh đi vô đây là chúng ta sẽ đi ngang qua Thánh Thất Long Vĩnh, Thánh Thất Đậu Cao Đài á. Đây, nhà cửa hàng xóm đây ha. Phía trong xa xa là cũng nhà cửa hàng xóm nè. Đó. Cái miếng đất này là ngay vị trí cái ngã ba nha cô chú anh chị. Đây có ngã ba nhỏ nè, dẫn vô nhà cửa hàng xóm bên trong ha. Này là cái đường mòn thôi, đường xe máy đi thôi. Đó là dẫn vô mấy nhà bên trong ha. Thì vị trí Google Maps của miếng đất này Tấn sẽ ghim cái đường link để trong phần mô tả nha. Bây giờ Tấn sẽ quay giấy tờ cho cô chú anh chị coi. Đây cô chú anh chị xem tờ sổ hồng của đất nè. Đất này là hướng Tây nha. Mặt tiền đường đất, chiều ngang là đúng 5 m đó cô chú anh chị. Ở trước 5, ở sau cũng 5.
chiều dài là 13 nè, thì tổng diện tích là 65,1 m². Đất này thổ cư 100%. Thửa đất số 960 tờ bản đồ số 22, địa chỉ ấp Long Đại, xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. 65,1 m² là đất ở tại nông thôn 100% đó. Định vị Google Maps thì Tấn sẽ ghi cái đường link để trong phần mô tả nha. Đây, cô chú anh chị coi lại cái nền đất nè. Cao ráo bằng phẳng trống trải, thổ cư 100%. Xây nhà thoải mái ha. Ai muốn rộng rãi thì có thể xây cái gác lửng lên, làm phòng ngủ đầu trên lầu á, để cái tầng trệt cho nó rộng rãi ha. Phía sau là cái vườn mai, và xa xa ở sau lưng là vườn sầu riêng nữa. Rồi, cô chú anh chị muốn mua thì alo cho chị Hạnh nha. Chủ đất không có qua môi giới trung gian, giá bán 130 triệu thôi. Số điện thoại là 0898 576 306, 0898 576 306, 0898 576 306. Gặp chị Hạnh chủ đất. Thì cái đường này là dẫn vô nhà cửa hàng xóm phía bên trong á, cho nên là hàng xóm ta cũng đi qua đi lại ha. Ở đây thì đó liền kề khu dân cư luôn, cho nên là đông vui nha cô chú anh chị. Rồi những cái lô đất của hàng xóm ngay bên cạnh nè, từ từ người ta cũng xây nhà lên đó. Nếu mà xây nhà dọc theo cái đường này ha, xây hết luôn thì sẽ được rất nhiều nhà, là giống như nhà phố vậy đó. Cái đường này nếu mà nhà nước lên đường bê tông nữa là ngon. Có thể khi cái đường ngoài á, nhà nước lên nhựa xong thì người ta sẽ nâng cấp cái đường này thì cũng chưa biết nha. Còn bây giờ cái đường nhựa ngoài là đang làm rồi đó. Rồi, bây giờ Tấn sẽ quay từ ngoài tỉnh lộ 786 chợ Long Vĩnh, chạy vô tới đây là 2 cây số, cho cô chú anh chị coi ha. À, ở khu vực này nè, khu vực Long Vĩnh này, mai mốt nhà nước sẽ mở cây cầu bắc qua sông Dòng Cỏ Đông để kết nối xã Long Vĩnh này với lại quốc lộ 22B hướng thị xã Hòa Thành đó cô chú anh chị. Đó, mốt từ đây đi quốc lộ 22B qua thị xã Hòa Thành, qua chợ Cẩm Giang nữa là nó sẽ nhanh nha. Bây giờ Tấn đang ở trên đường tỉnh lộ 786 ngay khu vực chợ Long Vĩnh nè cô chú anh chị. Ở đây có mấy tiệm vàng bự bự. Thì cái hướng mình đang đi là từ thành phố Tây Ninh đi tới đây. Thành phố Tây Ninh đi tới đây là 10 cây. Đó, ngay ngã tư đèn xanh đèn đỏ chợ Long Vĩnh thì mình sẽ quẹo trái vô hướng Thánh Thất Long Vĩnh. Còn nếu đi thẳng là sẽ về xã Long Chữ, huyện Bến Cầu, đi cửa khẩu Mộc Bài đó, là cứ đi thẳng cái đường này ha. Từ đây đi tới thị trấn Bến Cầu á là khoảng 17 cây. Rồi, từ thành phố Tây Ninh tới là mình sẽ quẹo trái ngay ngã tư này ha. Chỗ này người ta đang làm cống thoát nước nha cô chú anh chị. Thì từ ngay chợ Long Vĩnh này đi vô tới đất là đúng 2 cây số. Tấn có ghim cái đường link định vị Google Maps á để trong phần mô tả. Nếu cô chú anh chị và các bạn thích kênh Nhà Đất Việt Nam thì nhớ bấm thích và bấm đăng ký kênh để ủng hộ Tấn cũng như là xem nhiều video clip khác nữa nha. Đường có đèn đường nè cô chú anh chị ơi. Đó, trên màn hình là chúng ta đã thấy được Thánh Thất Long Vĩnh rồi đó. Mai mốt là nhà nước sẽ mở cây cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Đông, là từ cái đường này chạy thẳng vô nè, là tương lai sẽ có cây cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Đông kết nối với quốc lộ 22B thị xã Hòa Thành. Xã Long Vĩnh này là giáp ranh với xã Long Chữ của huyện Bến Cầu nha cô chú anh chị. Một cái miếng đất thổ cư 100%, giá rẻ.
Đây, Thánh Thất Long Vĩnh nè. Chạy thêm khoảng 500m nữa tới cái ngã tư bự thì mình rẽ trái ngay cổng chào ấp Văn Hóa Long Đại. Tập quá, thuốc tây, quán cà phê. Đi thẳng vô khúc trong á, là có quán cà phê Nhà Gỗ. Quán cà phê bự lắm. Hôm mốt là cái đường này nó thông ra quốc lộ 22B qua thị xã Hòa Thành ha, ngay ngã ba Thiên Thọ Lộ đó. Còn giờ là nó chưa có thông. Đây, tập quá rồi nè. Thì tới cái ngã tư bự này cô chú anh chị ơi, đường nằm ngang là nhà nước đang lên nhựa ha, thì chúng ta sẽ quẹo trái. Còn bên phía tay phải là trường tiểu học Dòng Nần nè. Đó, mình quẹo vô cái cổng ấp Văn Hóa Long Đại. Công trình nhà nước đang thi công lên nhựa ha. Tổng kinh phí là hơn 9 tỷ. Thì chúng ta sẽ chạy trên đoạn đường này khoảng 500m. Rồi mình rẽ trái là vô đất. Đường này làm hơn 9 tỷ sẽ là cái đường nhựa rộng đẹp luôn cô chú anh chị ha. Không biết là từ đây tới Tết cái đường này làm xong hay không. Nền đường là làm xong rồi nè. Cái này giờ đổ đá rồi trắng nhựa nữa là ok hết cô chú anh chị. Dọc theo đường này thì có tiệm tập quá rồi ha, cũng có mấy quán cà phê, quán nước mía rồi á. Đất thì cách trường tiểu học Dòng Nần ngay ngã tư cổng Long Đại lúc nãy là 700m. Rồi tới ngay chỗ này nè, mình sẽ rẽ trái nè cô chú anh chị. Ở nhà có hai cây bông giấy trước nè, có cây hai cây bông sứ luôn nè. Đó, mình rẽ trái ha. Còn xem trên cái bản đồ á, thì cái đường này nè là nó thẳng qua hướng xã Long Thành Nam, thị xã Hòa Thành luôn á. Nếu mà mai mốt nhà nước mở thêm cây cầu đó nữa ha, là đi qua chợ Long Yên, chợ Bến Kéo rồi đó, vô trung tâm thị xã Hòa Thành là đi thẳng cái hướng đó gần á. Còn bây giờ là anh chưa có thông, tại vì có sông Dòng Cỏ Đông đó, muốn đi qua thị xã Hòa Thành á là nhà nước phải xây cây cầu. Đường này xe tải bự vô được luôn nha. Thì vị trí Google Maps tấn kim cái đường link để trong phần mô tả nha. Này khúc trong đây đường bự hơn nè, có vườn dừa nè, rồi bên đây là nhà vườn nè. Cái vườn dừa này, chủ vườn mà người ta làm cái quán ăn sân vườn chỗ này á là đẹp luôn ha. Đây, nhà cửa hàng xóm. Ngay chỗ này cái khúc cua nè, thì chúng ta cua sang bên phía tay trái là tới cái miếng đất chị Hạnh kêu bán 130 triệu, 100% thổ cư ha. Đây, đất trong hàng rào 40 này nha. Đất bên phía tay trái nè, 130 triệu. Tấn sẽ kết thúc video clip tại đây nha. Chúc cô chú anh chị mua được bất động sản như ý. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại.